Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Wow, hình như là người ở ngay phía ngoài này thôi, chứ còn cũng chẳng đâu xa. Ok, lượm thêm khẩu nữa này, hai khẩu súng M140 luôn. Bên này có người thì phải anh em ạ, để coi. Mày chạy đâu rồi hả em ơi? Em ơi, mày chạy đâu rồi hả em ơi? Nào, để coi nào. Wow, cái đậu xanh nó ở ngay ngoài anh em ạ. Let's go. Đây rồi anh em ơi. Bên này hả em? Ơ, what the hell, trong nhà này. Ui, mình quên chưa để súng các bạn ơi. Ui, không bắn máu à? What the hell, hẳn là không bắn máu cơ à? Cái đậu xanh gì vậy? Đây à? À ok ok. Ui, solo này anh em ơi, solo này anh em ơi, solo này anh em ơi. Solo luôn và ok. Kẹo đã có cho mình được một mạng đầu tiên. Ngoài này có một đứa nữa này. Một đứa nữa này. Ok, làm gì mà căng, làm gì mà căng em ơi. Làm gì mà căng em ơi. Ui, làm gì mà căng em ơi. Ok, mất máu gì nhá. Làm gì mà căng, làm gì mà căng. Mất máu cho em ơi. Căng vậy, ok, xanh mộ luôn. Vậy là kẹo có được hai mạng rồi nha các bạn ơi. Đó, lượm thêm đạn phóng lựu này anh em. Và mình còn lượm được thêm một quả trứng nữa. Trứng đỏ. Wow, có lẽ là kẹo sẽ nên lượm thêm máu không? Đó, lượm thêm máu nha các bạn ơi. Ok ok. Bởi vì là máu trong chế độ hỗn chiến này anh em sẽ rất là khó kiếm, nên là có cơ hội lượm máu thì anh em hãy cứ lượm máu luôn. Let's go. Cùng đi xem mặt nào mọi người. Ngoài ra thì chế độ hỗn chiến phóng lựu này anh em sẽ chỉ có đó là giày bật này, áo giáp này, chứ còn là không có mũ nha anh em ơi. Giáp thì như là chỉ có được giáp level 3 thôi. Mình không thấy có một cái nâng cấp giáp nào cả. Let's go anh em ơi. Chúng ta sẽ lên phía cổng trời nào anh em. Ok. Wow. Đây đó là cái chế độ hỗ chiến phóng lựu nha mọi người ơi. Và vẫn là trên bản đồ đảo thiên đường nhé anh em. Được chưa mọi người, let's go. Phía trên còn lại 9 đứa nữa. Wow, còn lại có 8 đứa này. Để coi. Ui, 7 đứa luôn. Let's go, bên này, có người anh em ơi, let's go. Wow. Cùng kẹo sân mạng nào anh em ơi. Một đứa ở sau gốc cây nhá, anh thấy chú rồi. Anh thấy chú rồi nhé em ơi, tưởng gì em. Ở ngay ngoài này à? Wow, bắn nhau cơ à? Từ từ đây. Anh ra góp vui với các chú luôn. Ra góp vui luôn nhé, nào. Mà chạy nhảy à? Chạy nhảy à? Wow, để coi, chạy nhảy à? 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 Chạy nhảy à bạn? Này, nó ở hơi xa mình nên là khó anh em ơi. Wow, đậu xanh có người nữa này. What the hell? Ui, làm gì mà căng xanh mộ cho em ơi. Một đứa ngay phía dưới nữa. Đây à? Wow, đây à? Ui, đây hả em ơi? Nhảy hả em ơi? Nhảy hả em ơi? Ui, nhảy hả em ơi? Nhảy hả em ơi? Nhảy hả em ơi? Ui, nhảy hả em ơi? Nào, nào. Ăn đạn phóng lựu nhé em. Ăn đạn phóng lựu nhé em ơi. Ăn đạn phóng lựu nhé. Ui, thằng này bắn ghê phết nhỉ anh em. Bắn ghê phết nhỉ. Ui, kẹo đang xế liên tục đạn phóng lựu luôn. Ui, này, gắt vậy. Gắt vậy ai chơi, từ từ. Phía trên cũng có người thì phải anh em. Từ từ, kẹo đang chơi cái đã. Đây các bạn ơi, chạy qua đây lút thêm đạn phóng lựu cái đã nào. Ui, giáp ba này hơi cũ này. Giáp ba nát rồi anh em ạ. Phía dưới này bắn nhau ghê vậy. Bắn nhau ghê vậy anh em ơi, bắn nhau ghê vậy. Bắn nhau ghê vậy. Hai đứa luôn này, wow. Ghê vậy anh em. Wow, cái đậu xanh. Cái đậu xanh anh em ơi. Cái đậu xanh anh em ơi. Xanh mộ rồi nhé em. Đây, mình sẽ nhanh chóng lút thêm đạn phóng lựu cái đã. Đó. Phải lút thật là nhanh anh em ạ. Cùng đi xem mạng nào các bạn ơi. Wow. Để coi nào anh em. Ok, lại có thêm được đạn phóng lựu nhé. Ui, đây, trứng đỏ này anh em. Cùng đi xem mạng nào các bạn ơi. Wow, để coi. Ui, ơ, ba thằng nữa các bạn ạ. Nào, à đây, ngay phía dưới này anh em ạ. 240 này. Ui, người đâu vậy nhỉ? Chắc là nó ở ngay sau cái hàng rào thôi anh em ơi. Wow, để coi nào. À, ngay phía dưới này, 240 nhá. Let's go, let's go. Bạn ơi, mình đến rồi đây. Quần máu có đã anh em ạ.
thằng cuối ở ngay sau phía 240 nhá. Cuốn cho đầy máu cái đã. Rồi qua xử nó luôn. Làm gì mà căng hả bạn? Đây mình đến được rồi. Đây mình đến sân nhà bạn ơi. Anh em ơi, chuẩn bị xem sĩ cao top 1 này. Top 1 chế độ hỗn chiến phóng lựu nhanh nha em, người đâu? Người đâu rồi vậy hả? Uầy, chưa thấy luôn các bạn ạ. Đậu xanh. Trong nhà hả? Phải không vậy? Có khi nó trong nhà anh em ạ. Uầy, tiếng chân khá gần nhé. Uầy, đâu vậy? Kiểm tra kỹ con nào anh em. Uầy, ở ngoài này à? Tưởng gì? Tưởng gì? Ở ngoài này à? Tưởng gì? Tưởng gì? Tưởng gì? Uầy, tưởng gì em ơi? Tưởng gì em ơi? Nào, nhảy xuống đi em. Ok, nhân giống luôn. Úi dồi ôi, tưởng là chân xích kẹo mà dễ hả? Wow, wow, wow. Đậu xanh thằng này. Làm gì vậy? Uầy, làm gì vậy em ơi? Làm gì vậy em ơi? Uầy, làm gì vậy em ơi? Xanh mộ cho em. Tính chơi với anh à? Wow. Người đâu vậy? Bên này có người nữa nha anh em. Từ từ kẹo vào nhà cái đã. Uầy, cơ bản là bởi vì là kẹo chưa có giật bật nữa anh em ơi. What the hell? Ghê vậy? Ghê vậy anh em? Ghê vậy anh em? Sao chơi? Từ từ. Đây đây, giày bật đây rồi nha anh em ơi. Trận này cố tới một nào anh em ơi. Cố tới một nào anh em ơi. Ok, mình sẽ cuốn máu cái đã. Wow, đã có được 2 kill rồi nha các bạn ơi. Chơi càng ngày kẹo càng bắt đầu quen được chế độ hỗn chiến phóng lựu này rồi nha các bạn. Ok, mình sẽ lận thêm máu nha. Đó, trứng đỏ nữa. Let's go, cùng kẹo đi săn mạng nào anh em. Con sẽ bật cảm giác chơi dễ hơn hẳn. Nào, let's go. Uầy, ở đây à? Ở đây à? Ở đây hả? Ở đây hả? Ok, có được luôn mạng thứ 3. Kẹo sẽ lượm thêm một xíu đạn phóng lựu nữa, nhưng mà bây giờ vẫn full balo anh em ạ. Wow. Đây rồi anh em ơi. Căn nhà bên này có người nhé. Uầy, tranh thủ lượm thêm xíu đạn này. Uầy, đây à, người đây à? Người đây à? Đông người vậy? Đông người vậy sao chơi hả anh em? Uầy, xanh mộ cho em. Xanh mộ cho em ơi. Uầy, xanh mộ đi em ơi. Xanh mộ đi em ơi. Chạy à? Tính chạy à? Tính chạy à? Ồ, tính chạy hả em ơi? Uầy, nó vẫn chạy được này. Nó vẫn chạy được này anh em ơi. What the hell, chạy gì mà ghê vậy? Chạy ghê vậy hả? Uầy, chạy ghê vậy hả? Chạy ghê vậy hả? Uầy, chạy ghê vậy hả em ơi? What the hell? Chạy ghê vậy hả? À, vẫn chạy được à? Uầy, nào để coi, vẫn chạy được à? Thế thì nó lại ghê rồi. Thế thì nó lại ghê rồi anh em ạ. Uầy, để coi. Thế thì nó lại ghê rồi. Chứ cái này thì hơi tốn đạn phóng lựu anh em ơi. Ok, 41 máu rồi nhá. Nào em, nhảy xuống đi em. Ồ, 95 máu rồi nhá, nhảy xuống đi em ơi. Uầy, nhảy xuống đi em ơi. Xanh mộ cho em ơi. Xanh mộ cho em. Ok, một đứa ở ngay phía này nữa. Nào, để coi. Uầy, chạy đâu em ơi? Chạy đâu em ơi? Xanh mộ rồi nhà em. Nữa hả? Nữa này em. Wow, để coi thiên nhiên. Để coi thiên nhiên. Để coi thiên nhiên. Uầy, xanh mộ luôn nhà em. Ok, trận này thì kẹo đã chơi quen tay hơn rất nhiều và đã có được 6 mạng rồi nha các bạn ơi. Đó, lúc rút thêm đạn phóng lựu cái đá. Ok, tùy máu này. Ngon. Uầy, chạy bò cái đá anh em ơi. Bò cho chế độ phóng lựu này nó chạy rất là nhanh luôn. Nên là nếu mà bò thua anh em sẽ phải chạy vào bò ngay lập tức nếu như mà anh em không muốn đai. Ok các bạn, đây, cái đang chạy vào bò chứ nhá mọi người. Đang có 6 tí máu nhưng mà chưa bơm vội. Đấy, mà tầm này mình chạy vào trong bo thì cái bệnh FP nó tự cộng chắc là cũng gần đầy 100 máu luôn. À đâu, gần đầy 200 máu luôn anh em ạ. Wow, để coi. Còn 5 đứa nữa anh em ơi. Ui, bây giờ là còn lại 4 đứa nữa thôi nhé. Wow, cùng kẹo săn mạng kiếm top 1 nào các bạn ơi. Đây, kẹo sẽ bơm máu cái đã. Bơm máu cho nó gần full máu trước game cho tự tin anh em ạ. Đây, bơm cho full luôn chứ lại. Wow, để coi. Người đâu cả rồi các bạn ơi? Let's go, let's go. Bây giờ là chúng nó ở khu vực làng thông cả rồi các bạn ạ. Wow, người đâu vậy?
Chưa thấy anh em ạ. Wow, để coi. Nhảy dốc này thì anh em sẽ tương đối là mất nhiều máu nhá, nên là chạy những cái dốc thì mình khuyên anh em là không nên nhảy làm gì. Đấy, anh em chỉ nhảy ở mấy cái chỗ bằng phẳng như này thôi thì nó sẽ không tốn máu nhá các bạn ơi. Ui, ngay phía trên có người này. Ui, Đừng chạy em ơi. Ui, vừa chạy vừa nhảy cả em. Ui, nó ở khá là xa mình nên bắn hơi khó đây. Bắn hơi khó các bạn ạ, nó ở khá là xa mình nhá. Ui, lại còn tốn đạn nữa này. Ui, bạn ơi. Chưa mất máu hả bạn? Ui, Máu trâu vậy bạn ơi. À đâu? Bởi vì là mình chơi gà nữa. Đấy, căn chưa chuẩn anh em ạ, nên là bắn không trúng nó. Wow, bắn vừa thôi anh em ạ, tí không có đạn mà bắn cơ. Let's go. Bạn đâu rồi vậy hả? Đây, nó ngay phía trên anh em ạ. Kẹo sẽ chạy lên phía trên luôn. Ui, bây giờ còn lại 3 đứa nữa này. 3 đứa nữa xong rồi anh em ạ. Lên tháp à? Ok, xanh mộ nhé em. Tính lên tháp hả em? Ui, mình nhảy lên trên cái nào. Nhảy lên trên cái nào anh em ơi. Ui, ơi, còn lại thằng cuối thôi anh em ơi. Quất nó luôn. Khỏi cần nhảy lên trên lút thêm đồ này. Đại như này thoải mái cân mạng cuối nha. Mạng cuối đâu rồi anh em ơi? Nó ngay chỗ này thôi anh em ạ. Wow. Đây à? Đây à? Ồ. Oh. Đây à? Chạy đâu Hải em ơi. Ui, chạy đâu Hải em ơi? Mày chạy về nhỉ? Wow. Mày chạy về nhỉ? Bắn ghê đây em. Ui, bắn ghê đây em. Ok, nhân giống luôn nha. Yes. Thêm một trận top 1 phối nữa rồi anh em ơi. Ăn mừng nào anh em. Wow, quẩy nào các bạn ơi. Tên. Ăn mừng nào anh em ơi. Đấy, nếu mà anh em chỉ quan chế độ hỗn chiến phối liệu thì nó cũng dễ thôi, không hề khó một chút nào nha anh em ơi. Trận này thì kẹo đã được top 1 với 8 kill cơ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.